combo đầy đủ của con máy này đó là hai pin và một sạc, mọi người cũng nhớ nhá, hai pin và một sạc. Bộ sản phẩm máy khoan dùng pin không dùng động cơ chổi than của thương hiệu DCA. Con này sẽ được tặng kèm theo hai pin và một sạc nhé mọi người. Mã của sản phẩm là ADZC22. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái con máy khoan pin này của thương hiệu DCA. Ba chức năng nhé mọi người. Đây cái là cái hình ảnh vỏ bao bì của cái sản phẩm. Bên trong thì máy sẽ được bỏ trong một cái túi được tặng kèm theo nhé, rất là tiện ích luôn cho mọi người. Đây. Đó. Túi bằng vải nhựa. Thương hiệu DCA nổi ở phía bên trên. Đó. Chi tiết về bên trong thì nó sẽ hiện ra trước mắt cho mọi người là như thế này luôn. Phụ kiện đi kèm theo đó là một cục sạc đi theo máy này. DCA. Đó, cục sạc đi theo máy 20V 2A nhé mọi người nhá. Đó, và các thông số như đèn báo ở phía bên trên đây. Đây nhá. Thì mọi người cùng xem tham khảo các thông số của con máy. Kèm theo hai pin, một sạc thì một pin thì đã được lắp sẵn ở trên máy, pin 20V max 4.0AH nha mọi người. Dòng DCA này pin 20VA VMAX thì chỉ có DCA dùng được thôi nhá. Nên là nó không thể lắp chung được với những các thiết bị khác. Và một pin nữa kèm theo đây mọi người. Đây, một pin nữa kèm theo. Với tốc độ sạc của nó là 2 giờ thì mọi người có thể là sử dụng trong tầm khoảng là 52 mũi khoan, 52 mũi khoan liên tiếp nha mọi người. Sử dụng được 52 mũi khoan liên tiếp. Với bên mình đã test thì con này có thể là sử dụng 52 mũi khoan liên tiếp với mũi khoan 8 nhá. Mũi khoan bê tông 8 đấy, 52 mũi khoan liên tiếp. Sạc đầy trong vòng 2 tiếng. Đó. Con này thì sẽ là dùng động cơ không chổi than và không có chế độ là quá tải khi làm việc. Thế nên là mọi người muốn sử dụng con này một cách hiệu quả và tốt nhất thì đừng ép làm việc quá để cẩn thận nó sẽ bị cháy mên ở phía bên trong. Đó. Ngoài ra phụ kiện đi kèm theo trong máy thì gồm có một dây đai đeo. Đó. Một sách hướng dẫn sử dụng và một thẻ bảo hành chính hãng của thương hiệu DCA. DCA với Đông Trang thì gồm có hai mã và nó là cùng của một công ty sản xuất nên là giá cả nó cũng sẽ như nhau nhé mọi người. Mọi người cùng tham khảo. Đó, điều kiện bảo hành này. Đây là sách hướng dẫn sử dụng của con máy này nhá. Đó, mình sẽ để gọn thì bây giờ mọi người hãy cùng đi chi tiết của máy này. Tay cầm phụ đã đi theo máy luôn nhá. Combo đầy đủ của con máy này đó là hai pin và một sạc, mọi người cũng nhớ nhá, hai pin và một sạc, và tặng kèm theo đó là một túi sách như thế này, rất chi là thẩm mỹ luôn. Con này là có ba chức năng thì mọi người cùng để ý là ba chức năng của nó. Mình tháo này ra giới thiệu cho nó dễ. Ba chức năng đây, này là khoan búa này, cái này là búa này, còn cái này là khoan bình thường thôi. Với chế độ khoan bình thường thì mọi người cùng để ý là nó có hai nút công tắc ở đây. Thì mình có thể là lắp mũi vào thì mình có thể khoan bắn vít được nhé mọi người nhá. Khoan bắn vít thôi. Khởi động mọi người cùng nghe này. Đó. Có đèn ở phía dưới sáng. Đảo chiều này. Còn khi khoan búa thì mọi người cùng nghe này. Tiếng khoan nó sẽ khác rồi nhá. Khỏe luôn. Với thiết kế màu xanh và màu đen thì cái phần động cơ của con này cho mình so sánh với những cái dòng như là của Makita 18V hay là của con Hukan 21V thì cái phần bộ động cơ ở đây nó sẽ to hơn nhiều nha mọi người. Đó. Và đây là cái thông số cơ bản và số seri của máy. Đây là hàng chính hãng nha mọi người nhá. Con này chỉ sạc, cái cục pin của nó là pin lithium nhỏ nhẹ, cân nặng là 2,6 kg cả máy cả pin nhé mọi người, 2,6 kg cả máy cả pin. Pin sạc trong vòng 2 tiếng đồng hồ thôi. Và nếu như mọi người sử dụng liên tiếp để khoan thì với mũi khoan 8, mình đã thử một mũi khoan 8 của khoan bê tông là 52 mũi liên tiếp nha mọi người nhá. Và để đánh giá được chi tiết nhất về con này thì đó là khách hàng hãy đánh giá. Thế mọi người, hôm nay mình đã giới thiệu sơ qua những cái dòng máy khoan pin mà của thương hiệu DCA. Đấy, thì mọi người đừng quên hãy bật nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận thêm được nhiều các video tiếp theo mà bên mình sẽ đăng tới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.